giờ mới căng không? Ở này hai người mang bao tay vô. Sao cao chứ? Có khi nào đậu thổ không? Cao quá. Lèo cao à? Chỉnh lèo lại. Nghiêng à? Lèo ngon rồi nhưng mà để cao đúng không? Cao để nó cổng chắc có cái định cổng 6 gì. Dướng à? Thả này chút cầm nha. Có gió rồi nha. Gió căng rồi nha mọi người. Ê ê ê ê ê ê ê. Rất nhiều thì lôi. Còn đứt nhiều thì lộng. Đợi chút. Đặt 6 rồi. Đặt chưa? Đặt rồi. Máy cưa. Máy sao? Cưa D 50 chín quả. Chín quả. Phần lớn là quả là phần lớn nó lẻ số lẻ không đúng không? Một quả, ba quả, năm quả, bảy quả hay chín quả? Hai quả nữa. Tưởng đâu mới chơi số lẻ không chứ. Lên đầm luôn ha. Mà hơi cao ha. Ngang luôn, nó muốn sợ vuông góc với người luôn. Này phải cổng 6 nó mới bài đẹp. Cổng 6 cái nó nhẹ, nó nghiêng xuống nó mới đẹp. Chứ này cao quá.